Đây lại tổng kết về cái chủ đề bàn bạc ấy. Ông ngồi sau đó các ông suốt ngày các ông sau khi chán phân tích kỹ thuật rồi bắt đầu ông luận. Thế thì cái câu câu hỏi mà cả lớp hay hỏi là ai làm cho chúng ta cháy tài khoản? Đúng không? Hay là ai làm cho chúng ta? Có phải lòng tham hay không? Đó. Thế tại sao tôi có nói rằng là ông không sợ cháy, cháy mới giàu có được chứ? Thế rồi tôi mới nói là không phải là chúng ta mà làm cho chúng ta cháy tài khoản được, thì có mà ta mà quyết định được thì chúng ta quyết được đầy thứ, ta quyết cái việc giàu có đi, ta chả quyết được cái gì cả đúng không? Về bản mệnh, về tất cả mọi cái ta không quyết được. Thế thì có người trong nhóm sẽ thảo luận với nhau là thứ nhất là cháy tài khoản do việc sử dụng margin này, rồi do lòng tham này, rồi do ngược hướng này, rồi do com lót cao này, rồi do đủ thứ trò đúng không? Nhưng mà tôi hay nói là thị trường ông trời làm ta cháy. Ông trời sinh ra cái tính cách của chúng ta, tính cách rồi tính tham lam rồi tính sử dụng margin rất rất nhiều. Thế nhưng mà sau khi mổ xẻ ra thì chúng ta phân tích đúng cái tính cách của chúng ta. Nhưng một trong những yếu tố quan trọng đó là cái việc tính cách đấy nó quyết định được việc tham lam, quyết định được cái việc sử dụng margin một cách bất thường. Có phải margin không? Thế nhưng lại phân tích ngược lại, thế nếu margin tối đa ví dụ 1.500 hay 1.000 mà chúng ta thuận hướng, chúng ta vã tới tấp mà đà lấy nó phun lên đấy, đà lấy nó phun lên mạnh mẽ đấy, có khi chúng ta ít rất nhiều lần đấy đúng không? Có điều chúng ta không dám làm cái việc đó, cho nên bản chất là ông trời làm cho chúng ta sợ hãi không đúng lúc và tham lam lại cũng không đúng cách. Cho nên vấn đề ở đây là tham lam đúng cách thì vẫn ít tài sản, và sợ hãi đúng cách thì chúng ta mới phòng tránh được thua lỗ. Nhưng mà sợ hãi lại ngược, tham lam vào cái lúc mà chúng ta không được tham thì lại toát, sợ hãi vào cái lúc chúng ta đáng lẽ phải không sợ hãi thì chúng ta mới toát. Thế cho nên cái việc sử dụng margin nó làm cho chúng ta sợ hãi lắm. Thì trong các bài về thuật của phân tích dopamine này rồi tần số này rất rất nhiều thì chúng ta mới thấy. Nhưng bản chất mấu chốt vấn đề là margin đúng không? Vậy mổ xẻ về margin chúng ta phải hiểu là do rất rất nhiều, và trong cuộc sống nó cũng sử dụng margin, mối quan hệ nó cũng sử dụng margin. Bây giờ chúng ta cảm nhận được vậy điều gì đúng là hiểu margin, hiểu cuộc sống, hiểu margin với cuộc đời của chúng ta, hiểu margin với tài khoản của chúng ta, đấy mới là cái chân ái. Margin với tài khoản